Chiều nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Lương Nguyễn Minh Triết, chủ trì họp phiên thứ nhất của Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Tại cuộc họp đã thông qua việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ủy ban bầu cử thành phố, triển khai kế hoạch và một số nhiệm vụ trọng tâm về thực hiện công tác bầu cử. Đến nay, Ủy ban bầu cử thành phố đã được thành lập với 26 thành viên, đồng thời cũng thành lập Ủy ban bầu cử huyện Hòa Vang cũng như 11 xã của huyện. Theo kế hoạch thì thành phố cũng xây dựng tiến độ cụ thể để thực hiện các công việc về thành lập ban bầu cử, tổ bầu cử, các vấn đề về số lượng đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân về ứng cử, hiệp thương, lựa chọn giới thiệu người ra ứng cử, việc lập và công bố danh sách chính thức người ứng cử, việc lập và niêm yết danh sách cử tri cùng với các nội dung về tổ chức bầu cử, giải quyết khiếu nại tố cáo, về thực hiện công tác tuyên truyền. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị tập trung xúc tiến các nhiệm vụ công tác bầu cử theo kế hoạch đề ra, cân nhắc lập một số tiểu ban cho phù hợp nhất là về công tác tuyên truyền cũng như công tác đảm bảo an ninh trật tự, y tế, cơ quan thường trực xây dựng kế hoạch làm việc cũng như giám sát của ủy ban bầu cử tổ chức tập huấn công tác bầu cử thường trực hội đồng nhân dân sớm báo cáo về dự kiến cơ cấu nhân sự đại biểu hội đồng nhân dân thành phố để tiến hành việc hiệp thương theo luật định sở tài chính sớm tham mưu quy định về sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động tổ chức bầu cử mỗi ủy viên ủy ban bầu cử nêu cao tinh thần chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao